Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hà và Mix It Up. Chúng ta hôm nay sẽ đến với một classic cocktail được mang tên là Aviation. Vào những năm cuối thế kỷ thứ 20, một người bartender mang tên là Hugo Enslin là người đã tạo ra cái cocktail được mang tên là Aviation. Bên cạnh đó thì họ sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn một cocktail rất là giống với Aviation, chỉ có khác một cái loại liqueur mà thôi, được mang tên là Blue Moon. Lý do mà họ làm hai cái cocktail này là bởi vì họ muốn là khi mà làm xong chúng ta sẽ bắt đầu thử ha, rồi mình sẽ so sánh xem là cái nào ngon hơn cái nào. Bởi vì cả hai đều là classic cocktail, nhưng mà Aviation có vẻ như là nổi trội và nổi tiếng hơn là Blue Moon. Có lẽ là do cái tính complex của nó thì như thế nào đó chúng ta sẽ nói khi mà chúng ta làm ra cái thành phẩm hôm nay. Và để làm được Aviation thì chúng ta sẽ cần những cái thành phần rất là đơn giản. Đây là một gin cocktail và được serve up, nên là các bạn sẽ cần gin là liquor base ha. Bên cạnh đó chúng ta sẽ dùng một soda và một liqueur mới hôm nay họ sẽ giới thiệu với mọi người, đó chính là Creme de Violet. Creme de Violet là một trong những liqueur có mặt từ những năm 1800, nhưng mà cho đến cái năm mà Aviation ra đời thì người ta mới biết nhiều đến Creme de Violet. Loại liqueur này là một trong những cái liqueur mà nó có cái mùi hoa của violet, là tiếng Việt là violet tất các bạn, nhưng mà tiếng Anh đọc là violet. Thì đây là một trong những cái liqueur mà cái mùi thơm của mùi hoa rất là đặc trưng và rất là nồng. Nếu như bạn biết á, thì một chút xíu của nó thôi cũng có thể làm dậy nên cái cocktail cái mùi rất là thơm rồi. Nên là hôm nay mình sẽ biết thêm về Creme de Violet ha. Và một thành phần không thể thiếu để làm nên Aviation và Blue Moon đó chính là lemon. Thì Hào đã chút sẵn lemon đây rồi. Lemon đây là trái chanh vàng ha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu làm hai cái cocktail, thứ nhất là Aviation và thứ hai là Blue Moon. Popularity, I'm still fucking bossy, it's a burden. Everything I serve, it like a verdict. Russian, Dutch, and German, flow that make you nervous. In that Tuesday wagon, 22s, looking murderous. I pop my shoulder. I am that bitch, I'm a that bitch, yeah. You know I'm that bitch, can't get off of this bitch, yeah. I am that bitch, nah, you know I'm that bitch, yeah. I am that bitch, yeah, you know I'm that bitch. I am that bitch, I'm a that. Popularity, I'm still fucking bossy, it's a burden. Everything I serve, it's like a burden. Russian, Dutch, and German, flow that make you nervous. In that Tuesday wagon, 22s, looking murderous. I pop my shoulder, that picture gave exposure. Got bees like Oprah, my patience is bipolar. I thought I told ya, don't prep me or I'll roll ya. I won't be tolerating shit from nobody. I am that bitch, I'm a that bitch, yeah. You know I'm that bitch, can't get off of this bitch. Vậy là vừa làm xong hai cocktail rất là giống nhau. Các bạn có thể nào có thể nhận biết được cái nào là cái nào không ạ? Ok, họ vừa làm xong Aviation là on the left, có nghĩa là bên trái của họ, có nghĩa là bên phải của các bạn. Và Blue Moon là bên phải của họ, có nghĩa là bên trái của các bạn. Thì Blue Moon nó có cái màu đậm hơn là Aviation. Bây giờ chúng ta sẽ garnish nhé. Họ để cái garnish này ở phía sau bởi vì họ muốn là giải thích một chút xíu. Trước nhất là chúng ta sẽ garnish Aviation. Thì Aviation sẽ garnish với lại cherries. Các bạn nhớ là cherry lúc nào cũng là được garnish. Nhưng mà một điều đặc biệt đó là chúng ta sẽ không có
cắm cái cherry lên cái cây mà chúng ta sẽ thả thả cherry xuống, bạn thấy không ạ? Thả cherry xuống cái đáy của cái ly. Và Blue Moon thì họ sẽ garnish với lại một miếng vỏ chanh. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ cắt cái vỏ chanh này cho nó đẹp ha. Đó là cái điều chắc chắn mà bartender phải làm. À, biết các bạn ở bên này có những cái quán bar mà như là bar bình thường thế thì không có nói gì, như là nếu mình là những cái người mà bartender mà làm những nhà hàng sang trọng, những quán bar là đẹp á, khi mà cocktail ra thì cái miếng cái garnish của các bạn nó phải đẹp. Nhưng mà cocktail ra mà cái garnish của bạn nó nhìn ngoằn ngoèo xấu quá là sẽ không có đẹp cái cocktail ha. Và chỉ cái nó ngon cũng mấy bây giờ sẽ sprinkle lên. Oh no, bể rồi. Ok lại nhớ là đi một vòng cái này rồi mình thả xuống. Perfect, vậy là mình đã có Aviation và Blue Moon. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần rất là quan trọng mà không biết là các bạn rất là thích, đó chính là thử cocktail nhé. Thì để mà thử cocktail thì các bạn sẽ hỏi họ là thử cái nào trước, thì họ cũng sẽ trả lời với tất cả các bạn. Và đây cũng là một cái tip dành cho những người mà yêu thích về nghệ thuật ẩm thực hoặc là ăn uống. Các bạn nếu bạn để ý những cái tập trước họ có làm về rượu vang hay nọ và tất cả mọi thứ về ẩm thực trên thế giới này, khi mình uống hay mình ăn đó, thì mình sẽ bắt đầu với cái nào nó nhẹ nhất cho đến cái mạnh nhất, đúng không ạ? Thì đối với Hào thì Blue Moon là cái nhẹ hơn bởi vì nó có ít cái thành phần liqueur và cái body của nó sẽ là nhẹ hơn với lại Aviation. Giờ sẽ thử Blue Moon trước nha. Ồ, nhưng mà trước khi vào thử cocktail, các bạn có để ý là hôm nay là video của Hào rất là đẹp không? Bởi vì Hào mới mua hai cái đèn này bự chảng như thế này luôn, tại vì nhà rất là nhỏ mà bây giờ mua cái đèn bự như vậy á là hết chỗ. Nhưng mà không sao, vì cái video cũng như là vì cái channel này, và hy vọng các bạn yêu thích những cái tập trở về sau ha, bởi vì Hào đầu tư rất là nhiều, như là cái thớt này mới mua đây các bạn, cái cúp này cũng mới mua luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử Blue Moon. Chúng ta sẽ thấy được cái vị gin và cái vị lemon rất là nồng ở trong này, sau đó là thoang thoảng đâu đó cái vị của Condor Violet. Nó rất là đơn giản thôi. Blue Moon còn được nhiều người cho rằng đây là một cái loại cocktail rất là tốt để mà chúng ta có thể khai vị. Hầu nghĩ là đúng đó, tại vì khi mà họ nhấp cái này vào là nãy giờ là nước miếng nó cứ chảy ra trong miệng các bạn, tại vì nó cái vị chua của chanh và cái vị Condor Violet nó rất là hòa quyện, nhưng mà chua nó áp qua cái vị của Condor Violet nên là cái mùi này nó rất là thoang thoảng, nó thơm. Nên Hầu nghĩ là mà bạn gái nào đó, những người mà thích những cái mùi thơm như vậy đó, thì Blue Moon sẽ rất là phù hợp cho các bạn, bởi vì Condor Violet và có thể là Aviation nữa. Nên bây giờ mình sẽ thử Aviation ha. Wow, đúng là một cái, khi mà mình add thêm một cái layer, có nghĩa là một cái lớp của liqueur vào, thì nó làm cái cocktail của mình nó khác hẳn. Và các bạn nhớ là Lock Soda là một trong những cái liqueur mà họ nói ở những tập trước, nó có một cái vị hăng của cherry rất là đặc trưng. Và cái Lock Soda và cái Condor Violet này nó đi với nhau rất là hòa quyện luôn. Và cả bên cạnh đó là gin là một trong những cái liqueur mà đầy đủ những cái flavor cũng như là những cái thành phần để mà chế tạo với những cái loại cocktail mang cái tính người Mỹ có cái câu, có cái chữ là vegetal, người ta sử dụng trong ăn uống đó. Thì khi mà người nói đến cái vegetal có nghĩa là nó có mùi cỏ, có mùi cây lá, đó là cái mà mình lấy thấy ở trong cái gin cocktail hoặc là trong Losado. Và cộng với lại Condor Violet thì nó có những cái vị thoang thoảng của hoa rất là thơm. Bởi vì hồi nãy họ nói đó, những cái bạn nữ nào mà yêu thích gin ha, bạn thích những cái mùi thơm như thế này á, thì Aviation và Blue Moon sẽ là hai cái rất là đặc trưng. Nhưng mà tại sao Aviation lại có vẻ như là popular, nổi tiếng hơn là Blue Moon? Bởi vì họ nghĩ là do là mình add thêm một so đồ đó, nó làm cho cái cocktail của mình nó đậm vị, cái body của nó mình nó nhiều hơn và người ta cảm thấy là thú vị hơn. So với là Blue Moon thì nó chỉ có ba cái thành phần, rất là đơn giản đúng không ạ? Một điều nữa là Blue Moon này đó là một cái Blue Moon, một cái bản khác của Blue Moon. Nếu như mà các bạn có tìm hiểu về Aviation hoặc là Condor Violet á, thì Blue Moon có hai dạng. Một dạng khác nữa đó là sẽ có thêm dry vermouth và có thêm red wine, nhưng mà red wine phải đến từ Bordeaux của nước Pháp. Nhưng mà cái dạng đó thì không có phổ biến mà cái dạng Blue Moon mà họ làm ngày hôm nay. Vậy thì tóm lại là các bạn sẽ yêu thích cái nào hơn? Đối với Hào đó thì Hào sẽ thích cái Aviation hơn. Như là nãy Hào đã nói rồi, cái flavor
cái mùi vị của nó đậm hơn, đặc trưng hơn, và nó có những cái lớp của những cái loại liquor, liqueur khác nhau trộn lên tạo nên cái vị đặc trưng của cái Aviation. Còn Blue Moon thì dành cho những cái bạn nào chỉ một ngày bạn thích những cái mùi thoang thoảng của gin, một chút lemon rất là nhẹ nhàng và thoang thoảng cái vị hoa đâu đó, thì bạn sẽ chọn Blue Moon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cái thời điểm này và hy vọng là bạn đã yêu thích cái video này với nhiều ánh sáng đẹp hơn, trang trí tốt hơn, và chúng ta đã có một cái tập thật là hay dành cho các bạn nào mà yêu thích nghệ thuật cocktail, yêu thích gin, thì đây là một trong những gin cocktail mà Hào cũng rất là thích. Hy vọng là sẽ gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up. Đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và để lại những comment, những câu hỏi nếu bạn có nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.